ở resort Thảo Nguyên Mộc Châu, 1 triệu 2 một phòng một đêm là đắt hay rẻ? Hôm trước đã review cho mọi người biệt thự 4 phòng ngủ và 5 phòng ngủ của Thảo Nguyên Resort. Hôm nay sẽ review tiếp một căn phòng ở khu trung tâm với mức giá 1 triệu 2. Resort Thảo Nguyên là một trong những resort đầu tiên của khu du lịch quốc gia Mộc Châu, được xây dựng trên diện tích 6 hectare với các villa được nằm rải rác ở trên các sườn đồi, được thiết kế sang trọng hiện đại. Khu resort có nhiều hạng phòng khác nhau từ 500 cho đến 5 triệu 6 triệu một đêm. Và đây là phòng ngủ ở khu trung tâm. Nó là một căn bungalow làm riêng biệt và có từ 1 cho đến 2 phòng tùy nhu cầu của khách. Có loại 1 giường và có loại 2 giường. Phòng này là phòng 1 giường, giường rộng 1m8. Phía trước và phía sau của phòng đều có rất nhiều rèm để mở cửa nhìn ra thiên nhiên, hóng gió trời và đón ánh nắng chan hòa của Thảo Nguyên. Các trang thiết bị đầy đủ, chi tiết, gọn gàng, ngăn nắp và đáp ứng được tiêu chuẩn của một resort 3 sao. Buổi tối có thể chọn ăn tối tại nhà hàng của resort hoặc ra ngoài, sau đó về nhà thưởng thức cà phê, hát karaoke tại không gian của resort. Buổi sáng thức dậy có thể thấy không gian của khu vực 6 hectare này hoàn toàn rất là trong lành, với tiếng chim hót, với không gian yên tĩnh, với cả hoa cỏ xanh mướt rực rỡ sắc màu ở khắp nơi. Các căn phòng và bungalow xinh xắn nằm khuất dưới những tán cây xanh biếc. Buổi sáng sau khi bình minh, vui chơi tập thể dục với các bạn thú cưng của resort, mọi người có thể đến với nhà hàng buffet để thưởng thức các món ăn đa dạng ở đây vào buổi sáng. Mất 1 triệu 2 được ngủ ở trong một căn phòng hài hòa và gần gũi với thiên nhiên rộng rãi, được ăn sáng buffet thoải mái. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, resort còn cung cấp thêm cả dịch vụ khu vui chơi giải trí cho trẻ con, để cho các cháu tha hồ vui chơi trong lúc bố mẹ oánh tennis hoặc là nghỉ ngơi thư giãn, rồi có thể được lấy xe đạp đạp loanh quanh trong khuôn viên của khu nghỉ, cũng như đạp xe đi tham quan đồng cỏ, đồi chè, đi hái dâu tây, tham quan trang trại bò sữa nữa. Tất cả đều được miễn phí cho khách lưu trú. Như thế là cũng dã hời rồi đúng không? Nhưng mà chưa hết đâu, ở đây còn có cả bể bơi 4 mùa và phòng sông hơi nữa, để cho mọi người cảm thấy rằng mức giá 1 triệu 2 này là quá rẻ so với yêu cầu rồi. Đi du lịch Mộc Châu mà kèm theo gia đình hoặc là những nhóm bạn thích nghỉ dưỡng, thích thư giãn thì resort Thảo Nguyên là một trong những lựa chọn ưu tiên hàng đầu nhé.